Mình xin chào các bạn. Để giúp các bạn xử lý tốt một số lỗi trong quá trình lập tiến độ thi công bằng Rosette, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách xử lý 4 lỗi thường gặp mà các bạn có comment hỏi mình cách sửa trong cái video mà video chính trong cái kênh của mình có làm một cái video chính rồi. Nói chung có nhiều bạn thắc mắc hỏi một số lỗi thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những thắc mắc đó, mình làm một cái video luôn. Thì đầu tiên là lỗi không hiển thị ngày tháng năm theo hệ Việt Nam. Này mình chỉnh rồi, mình chưa chỉnh các bạn. Vô trường hợp mới các bạn chưa chỉnh mặc định của Rosette thì ví dụ như mới vào nó không phải cái này mà nó là cái khác. Ví dụ như thì các bạn mà làm Rosette chưa chỉnh gì hết thì mặc định nó sẽ đưa những ngày tháng nó không theo cái mong muốn của mình. Ví dụ như nó là đây là ngày tháng không có năm, thì để chỉnh lại những cái này các bạn sẽ vào cái tab file dòng option, và tại cái dòng đầu tiên của cái bảng này thì các bạn để cái dòng date format, thì các bạn click vào biểu tượng mũi tên này và chọn cái dòng ngày 28/1/2009 để chọn cái định dạng theo hệ Việt Nam. Đây là ngày tháng năm theo hệ Việt Nam. Ok, thì xong nó sẽ hiện ra theo cái ngày tháng năm theo hệ Việt Nam. Thì khi các bạn tắt và mở lại thì nó vẫn là nó vẫn là chỉnh mặc định lại luôn nha các bạn. Và cái lỗi thứ hai là cái lỗi không điền đầy đủ ký tự vào cái dòng header footer của Rosette. Ví dụ các bạn muốn điền cái đây có một cái bản tiến độ thi công, các bạn muốn điền cái tên gói thầu dự án, hạng mục, địa điểm vào đây, nhưng mà nó không có đủ. Ví dụ như thế này đây, ví dụ mình sẽ copy cái dự án thành phần, gói thầu, địa điểm, mình bỏ vào cái mục header này, center phía trên. Thì khi bạn copy mục đầy đủ như thế bắt vào đây, nhưng đây thì nó chỉ hiển thị cái dự án và dự án thành phần, không có hiển thị gói thầu và địa điểm. Thì ở cái mục này do là trong cái mục header trong Rosette thì nó giới hạn ký tự, nên để khắc phục cái lỗi này các bạn chỉ có cách là lược bỏ những cái thông tin không quan trọng đi, thì trừ lại những cái thông tin quan trọng thôi chứ không có cách nào khác. Thì ví dụ đây mình sẽ rút thu gọn lại chỉ còn cái tên gói thầu thôi, cái địa điểm sẽ copy paste lại. Thì khi mình thu lại, thu gọn lại với tên gói thầu và địa điểm thì nó nằm trong cái giới hạn tự cho phép và nó cũng đầy đủ thông tin của gói thầu của mình, thì đây là nói chung là cũng dùng tạm thôi các bạn chứ cũng không có khắc phục triệt để được. Thì tiếp theo mình sẽ đi xử lý cái lỗi thứ ba. Là cái lỗi không xuất hiện cái mũi tên là giữa hai công tác liền kề nhau này. Dù ngày 21 xong, ngày 21 là công tác tiếp theo và nó không có xuất hiện mũi tên giữa hai công tác. Thì để khắc phục cái lỗi này các bạn sẽ ở công tác thứ hai, ví dụ ngày 21 tháng 4, 21 tháng 4 đây, các bạn sẽ lùi về một ngày, ví dụ ngày 20 tháng 4. Xong, cho nó chạy về trước một cái, rồi các bạn chỉnh lại ngày 21 tháng 4 quay lại trở về cùng vị trí cũ. Thì sẽ hỏi cái thông báo, mình sẽ liên hai công tác với nhau xuất hiện mũi tên. Dù tương tự ở đây, 7/5/7/5 mình sẽ chỉnh về ngày 6 tháng 5. Sau mình chỉnh lại 7 tháng 5 sẽ xuất hiện cái thông báo OK. Thì tương tự cho những công tác tiếp theo, thì khi nào các bạn muốn xuất hiện mũi tên chỗ nào các bạn cũng thực hiện tương tự thôi. Bây giờ mình sẽ xử lý cái lỗi thứ tư là lỗi khi in có hiện khoảng trắng phía trước. Thì ví dụ đây các bạn Ctrl B,
thì một số bạn hỏi mình muốn xử lý chỗ này, hiện nay quá đơn giản, tức là từ ngày 1 tháng 3 ngày 12 tháng 4 là mình không có in này ra, mình sẽ chỉnh ở đây các bạn cái dòng ngày bắt đầu đây nè. Các bạn để ý ở đây là ngày bắt đầu của mình, bắt đầu thi công từ ngày 20 tháng 4 kết thúc ngày 27 tháng 9, mà các bạn chọn ngày in là từ ngày 7 tháng 3 nó sẽ có vùng trống chỗ này. Bây giờ khắc phục mình sẽ chỉnh lại là ngày 20 tháng 4 bắt đầu từ ngày 24 trở về 27 26 9, thì sẽ kéo số khoảng trắng nó đi. Thì đây là bốn cái lỗi mà thường hay mắc phải khi các bạn mới bắt đầu làm project, làm tiến độ thi công bằng project. Thì mình hy vọng qua cái video này các bạn khi mà làm project thì cũng sẽ khắc phục được, làm giúp công việc các bạn nhanh hơn. Và cái chia sẻ của mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo từ kênh của mình.